Đâu ấy đứa anh ấy tại vậy? Đông. Đông. Dạ. Đông. Nhanh tay. Anh chả để ý gì cả. Cậu làm cái gì đấy? Tập thì không lo tập, cứ đứng soi gương. Anh cứ đùa. Anh đọ mùi với em không? Tuổi gì? Đương nhiên. Anh, được tới anh cho em nghỉ 2 ngày nhá. Sao thế? Ở nhà có việc gì à? Hay là bố gọi về? Không, là việc riêng thôi ạ. Để anh xem xét đã nhá. Đợt này nhiều việc cần phải giải quyết, mà lực lượng thì mỏng quá. Tối qua có việc gì mà anh về khuya thế ạ? Khả năng vụ trộm nhà họ Vũ không phải do Hiếu làm. Nghe giọng anh có vẻ khá chắc. Cậu tổng hợp lại báo cáo, lát tôi qua nhà ông Trung rồi lên huyện. Hay là mình thư thư lại vài hôm nữa, cũng chưa cấp bách mà anh. Nếu như không sớm tìm ra thủ phạm thì mình đang có lỗi với bà con đấy. Rồi thì một mất 10 ngờ, dân họ đang trông cả anh em mình đấy. Em mời anh vào ăn sáng ạ. Ăn thôi, đói quá. Ê, chà chà. Không biết hôm nay có mưa dông hay bão giật gì không phải các cậu trong đấy nhở? Có gì đâu anh. Từ ngày chịu sự quản lý của anh, chúng em có ai dám lười đâu ạ. Anh ăn đi ạ. Các cậu ăn luôn đi. Vâng ạ. Trông ngon đấy. Nóng. Nóng quá, tôi chờ tí nhá. Chờ tí. Lâu lắm rồi tôi không ăn món này đấy. Ngon. Không biết cậu nào mà khéo chọn trứng ấy. Lộn vừa tới luôn này. Kể ra anh em mình ở đây cũng có cái sướng. Ăn ngon, không khí lại trong lành. Vâng. Ai chứ anh muốn thì trứng ship về tận giường luôn. Vớ vẩn còn nó khi bóc như ngoài hàng luôn đấy ạ. Đương nhiên. Trứng ở đâu ra? Bà Hảo cho. Lại trứng của cậu Hoài đúng không? Vâng. Tại sao các cậu không nói với tôi ngay từ đầu? Tại em sợ. Em bị ép ạ. Các cậu đùa thôi à? Đầu tiên thì bánh cuốn, hoa hồng đỏ, rồi giường, nước hoa. Hôm nay là trứng, ngày mai sẽ là cái gì? Rồi mọi người sẽ nhìn tôi ra sao? Ra sao? Trả lời. Báo cáo anh, em hết sức từ chối rồi đấy ạ. Nhưng mà... Anh Nam ơi! Em đến là để chào anh rồi đi làm ạ. Tôi nghe nói cô được nhận lại việc làm ở khu công nghiệp rồi à? Vâng, anh cũng biết ạ. Mà trứng vịt lộn anh đã ăn hết chưa? Nếu cần thì để em mua thêm. Với lại anh muốn ăn gì thì cứ nói với em nhé. Cô Hoài ạ, tôi nghĩ là chúng ta nên thẳng thắn với nhau một lần. Mời cô. Cô ngồi đi. Anh nói đi, em nghe đấy ạ. Tôi cảm ơn tình cảm quý mến của cô dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ người như tôi không phù hợp. Tất cả những gì cô đang làm vừa mất thời gian của cô và vừa không có một chút hiệu quả nào trong cái mối quan hệ mà cô đang cố gắng tạo dựng giữa cô và tôi. Cô nên tìm một ai đó phù hợp, yêu thương và dành nhiều thời gian hơn cho cô. Thôi, tôi nói xong rồi. Cô đi làm đi không muộn. Anh yêu chị Ngọc có đúng không?
Em nghe được như thế nên anh ghét em. Cô đừng trẻ con vậy. Không ai ghét cô hết. Chỉ là tôi muốn đưa ra lời khuyên để cho cô đỡ lãng phí thời gian mà thôi. Cơ mà, phụ nữ vẫn là phải hiếu. Không mạnh mẽ như lúc bênh cậu Hiếu ngày hôm qua. Thương nhỉ. Tôi nghĩ người như tôi không phù hợp. Tất cả những gì cô đang làm vừa mất thời gian của cô và vừa không có một chút hiệu quả nào trong cái mối quan hệ mà cô đang cố gắng tạo dựng giữa cô và tôi. Cô nên tìm một ai đó phù hợp, yêu thương và dành nhiều thời gian hơn cho cô.